Trong cái công việc của em á thì em gặp thì một là nữ, hai là mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Dạ, em có một thời gian em bị trầm cảm. Dạ, nên là sau cái trầm cảm đó em cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Nên là em không có muốn là thôi mình cô đơn quá, mình yêu đại một ai đó đi, hay mình quen đại một ai đó đi. Em muốn là bây giờ nếu kết được với ai đó thì em muốn là người đó là người cuối cùng của em luôn. Nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc và gọi là chân thành với em. Dạ đúng rồi. Chứ không có, mình không muốn tự mình đi thử thách nữa đúng không? Dạ đúng. Vậy trước đó em đã có mối tình nào chưa? Dạ có. Mấy mối tình? Dạ chính thức thì 3. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là 4 năm. 4 năm. Dạ, nhưng mà là kiểu học sinh rồi vui vui với nhau. Mối tình đầu thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình cuối cùng là được mấy tháng? Dạ được 1 năm mà. Cái lý do gì mà chia tay? Bạn đó có người khác thì dừng lại thôi à. Vậy em chủ động? Dạ thì cũng không biết gọi là ai chủ động. Tại vì em phát hiện ra bạn đó có người khác. Lúc đó thì em cũng yêu, thì em cũng hỏi, nhưng mà bạn đó chối bay chối bỏng. Thì tới một lúc nào đó cái em hỏi là giờ nói thiệt đi, em biết rồi đó, nhưng mà em muốn người đó nói thiệt. Thì mà người đó mới kêu là thôi mình chia tay. Bây giờ em có tự tin là nếu như mà em quen với bạn trai này á, em có thể phá bỏ cái quan điểm của bạn được không? Dạ em có nghĩa là khi nào mà lấy nhau rồi thì mới có cái chuyện kia. Vậy em muốn hỏi là lấy nhau rồi muốn có cái chuyện kia thì đúng rồi, em cũng thích như vậy. Tại vì em chia sẻ là giống như em cũng có nhiều người muốn quen biết em, gặp gỡ rồi này kia, nhưng mà em thấy xu hướng bây giờ là cứ quen mới có một ngày thôi là người ta đề cập tới cái chuyện đó rồi, nên là em rất không thích chuyện đó. Em không thích. Nhưng mà ví dụ như quen nhau thì bên đó có chịu là thí dụ như nắm tay hay ôm nhau hay hôn nhau không, dạng gì đó. Tại vì em có một cái tật là em hay bị dính vô người yêu em. Bị dính vô là em... Em khoái đụng chạm lắm. À đó, em nghe chưa, em trả lời đi. Dạ nếu mà mình đã quen nhau thì mình nắm tay hoặc mình ôm mình hôn thì cũng bình thường. Nhưng mà đừng có vượt quá chuyện đó thì xa em... Xa hơn nữa là không đúng không? Rồi, em có muốn xa hơn nữa không? Bản thân em... Không. Mày cũng giống như con gái Trinh Nguyên rồi đó. Không, bên đây ta cũng đồng quan điểm luôn nè Linh. Tôi qua tôi coi thằng gái sao mà... Trời ơi, xinh xắn quá trời đất vậy. Xinh xắn nè, cao ráo nè, thích giày thể thao nè. Được, nói chung là cũng cá tính. Bây giờ nè, con muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mẫu hình như thế nào? Dạ, con cũng cao á, nên con thích là cao trên 1m73. Rồi. Đừng có quá ốm. Rồi. Dạ. Ăn mặc hay là làm đẹp đó thì con có thể cải thiện cho ảnh. Dạ. Bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thích mẫu bạn gái hiền, rồi có nghề nghiệp ổn định. Nói chung là cũng thích bạn gái thích biết lắng nghe để mình chia sẻ nha. Sau này nếu có tiến tới mình có chia sẻ nhiều chuyện hơn để mình vượt qua. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ đừng có nhậu. À, nhậu nhậu. Phụ nữ mai uống bia nữa em thấy. Em chào toàn thể vị khán giả và bạn gái bên cạnh. Dạ em tên tự giới thiệu, em tên là Trần Thanh Phong, em năm nay 34 tuổi, em hiện là kỹ sư xây dựng, em hiện đang công tác tại trung tâm giám định chất lượng xây dựng của sở xây dựng Long An. Dạ xin ở đâu trung tâm gì? Trung tâm giám định chất lượng xây dựng. Ở đâu? Sở xây dựng Long An. Ở Long An hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ em chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào khán giả, chào anh trai bên kia. Em tên là Khánh Đan, em 25 tuổi, em đang làm trang điểm tự do. Đang làm ở đâu đang? Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mấy? Mà em dạ, ở em ở quận 9 à. Ở quận 9 hả? Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình chút đi. Em làm trong cái nghề là trang điểm á, nên là em thích được làm đẹp cho người khác, nên là em cũng có một chút tỉ mỉ, cũng biết quan sát. Rồi tính tình thì được mọi người quen nói là em hoạt bát, dễ gần, và được một cái là biết lắng nghe. Vậy mình có cái điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu thì em lại rất là hay quên. Giống như hồi nhỏ á, là em không được ba mẹ mua giày cho đẹp á, em rất là khó mua giày, nên là mỗi lần mà em đi chơi á hay là gặp một bạn mới á thì em nhìn vào cái đôi giày đầu tiên. Nhiều khi á người ta đi với em cái ta đổi đôi giày á cái em biết ai. Lưu ý cái điểm này nha bạn bên kia, bạn Phong. Dạ em sẽ đi lựa những đôi giày rất là đặc biệt để cho bạn ấy nhớ giày trước khi mà nhớ mặt em. Đừng bao giờ đổi giày nữa, đi một đôi một thôi. Dạ không, lớn đó. Lên thì em thích nhiều giày á. Có nghĩa là em bị bệnh ghiền giày đúng không? Dạ đúng rồi. Biết bạn bên kia bạn thích giày không Phong?
Dạ cũng thích, em thích giày thể thao. Phong thích giày thể thao, em thích giày gì? Dạ em thích giày thể thao. Thích giày thể thao, ờ thôi hai đứa có điểm chung rồi đó. Điểm yếu của em là gì? Đó sở thích thôi mà, đâu không có gì đâu. Không nhớ mặt người ta. Điểm yếu là không nhớ mặt người ta. Dạ, em làm cho người ta đẹp á, cái em thấy ai cũng giống nhau. Thôi vậy đó. Đừng có nói mai mốt có chồng mà quên mặt chồng á. Hên xui lắm. Cũng xui xui là vậy. Hên xui á, hên xui. Trời đất ơi. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em là giống như là không có rượu chè. Tốt. Rồi đam mê công việc, rồi cũng biết quan tâm tới gia đình. Sống gia đình. Dạ, điểm yếu của em cũng hơi nóng tính mà nó mau nguội anh. Nhiều lúc là em đang làm việc á, đừng có ai phiền em á, nó hơi quạo hút đó. Nhưng mà anh thấy em đâu có nóng được đâu nha. Anh thấy tính cách của em chắc không nóng dữ lắm đâu. Cả lúc em chỉ nóng khi mà em đang làm việc, người khác nhắn tin hoặc phiền em mà. Để em tập trung mình em thôi. Em có mấy mối tình rồi Phong? Dạ, từ đó giờ nếu mà quen chính thức em chưa. Chưa có? Dạ. Chưa luôn á hả? Dạ chưa. Em có gọi là quen nhau một thời gian ngắn ngắn 1-2 tháng không? Dạ có, nhưng mà cũng quen 1-2 tháng nhiều, nhưng mà em thấy không có nói chuyện không hợp anh. Chắc có thể họ thấy em khó quá hay sao, hay là kêu em giống như cái kiểu em là cái kiểu không có mặc đồ mà bóng bẩy, em mặc đồ giống như giản dị giống như anh vậy, em thích như vậy. Bình dị vậy thôi, vì em như anh thoải mái chứ là. Dạ em thấy thoải mái là được thôi. Ừ. Nhiều người lại thấy giống như là chơi em không được chơi trâu lần đúng không? Dạ, hay lúa đúng không? Dạ đại ý vậy. Bạn quen cái mối tình mà dài nhất là được mấy tháng, rồi cái mối quan hệ nó đi tới đâu? 4-5 tháng rồi thấy không hợp rồi người đó đi lấy chồng. Rồi có sâu đậm chưa? Dạ chắc em nghĩ là chưa. 4-5 tháng mà sâu cái gì mà sâu? Em nghĩ là chưa. Có nắm tay chưa? Dạ chắc có nắm tay thôi, nhưng mà không, em thì quan điểm nó rõ ràng lắm, mình phải quen, mình cưới rồi mình mới tiến xa hơn chứ. Em không có kiểu mà sống thử, không thích cái kiểu đó. Ồ cái gì? Em không thích cái kiểu sống thử. Chỉ có nắm tay thôi. Cho tới bây giờ là khẳng định là em vẫn là con trai đúng không? À, đúng rồi, bản thân em còn thì origin luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ như cái người bạn gái bây giờ người ta muốn sống thử để coi em có phải là đàn ông đích thực hay không thì giờ em thấy sao? Em là con trai đích thực á, nhưng mà em muốn sống thử em phải cưới em mới chịu. Không, còn chưa cưới là không sống em thử không luôn. Được, em tự không, người ta muốn thử xong người ta mới cưới. Thì tao không chịu đây nè, anh chịu. Lại khẳng định không là không chịu. Trời ơi, cũng kiên định dữ vậy ta. Thôi để hỏi ý kiến bên đàn gái tôi cho cái ca này có bộ. Tìm trời đâu ơi ra người đàn ông cũng đàng không hoàng có vậy. Tìm đâu ra một người đàn ông mà tương tự như thế này. Bây giờ hỏi em là đó, quan điểm của bạn đó là cưới thì mới có cái chuyện kia. Còn nếu mà giờ cho dù em có đòi hỏi, em đòi sống thử, em đòi này kia nọ, không là không, vậy em thấy sao? Em thường á, nếu mà người ta kiên quyết từ chối mình á thì em phải coi lại bản thân em, sao không hấp dẫn người ta được. Bây giờ đầu tiên giờ hỏi em trước nè, lý do gì vừa xinh đẹp nè, cao ráo ha, mặt mũi xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, mới có 25 tuổi thôi, lý do gì tham gia chương trình này? Dạ tại vì em cũng chia sẻ là trong cái công việc của em á thì em gặp thì một là nữ, hai là mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Mấy bạn nam mà nữ tính hơn em. Dạ em có một thời gian em bị trầm cảm. Dạ nên là sau cái trầm cảm đó em cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Nên là em không có muốn là thôi mình cô đơn quá, mình yêu đại một ai đó đi, hay mình quen đại một ai đó đi. Em muốn là bây giờ nếu kết được với ai đó thì em muốn là người đó là người cuối cùng của em luôn. Nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc và gọi là chân thành với em. Dạ đúng rồi. Chứ không có, mình không muốn tự mình đi thử thách nữa đúng không? Dạ đúng. Vậy trước đó em đã có mối tình nào chưa? Dạ có. Mấy mối tình? Dạ chính thức thì 3. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là 4 năm. 4 năm. Dạ, nhưng mà là kiểu học sinh rồi vui vui với nhau. Mối tình đầu thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình cuối cùng là được mấy tháng? Dạ được 1 năm mà. Cái lý do gì mà chia tay? Bạn đó có người khác thì dừng lại thôi. Vậy em chủ động? Dạ thì cũng không biết gọi là ai chủ động. Tại vì em phát hiện ra bạn đó có người khác. Lúc đó thì em cũng yêu thì em cũng hỏi, nhưng mà bạn đó chối bay chối bỏng. Thì tới một lúc nào đó cái em hỏi là giờ nói thiệt đi, em biết rồi đó, nhưng mà em muốn người đó nói thiệt. Thì mà người đó mới kêu là thôi mình chia tay. Bây giờ em có tự tin là nếu như mà em quen với bạn trai này á, em có thể phá bỏ cái quan điểm của bạn được không? Dạ em có nghĩa là khi nào mà lấy nhau rồi thì mới có cái chuyện kia. Vậy em muốn hỏi là lấy nhau rồi muốn có cái chuyện kia thì đúng rồi, em cũng thích như vậy. Tại vì em chia sẻ là giống như em cũng có nhiều người muốn quen biết em, gặp gỡ rồi này kia, nhưng mà em thấy xu hướng bây giờ là cứ quen mới có một ngày thôi là người ta đề cập tới cái chuyện đó rồi, nên là em rất không thích chuyện đó. Em không thích. Nhưng mà
Ví dụ như quen nhau thì bên đó có chịu là thí dụ như nắm tay hay ôm nhau hay hôn nhau không, dạng gì đó. Tại vì em có một cái tật là em hay bị dính vô người yêu em. Bị dính vô là em... Em khoái đụng chạm lắm. À, đó. Em nghe chưa, em trả lời đi. Dạ, nếu mà mình đã quen nhau thì mình nắm tay hoặc mình ôm, mình hôn thì cũng bình thường. Nhưng mà đừng có vượt quá chuyện đó thì xa em... Xa hơn nữa là không, đúng không? Trời, em muốn xa hơn nữa không? Bản thân em... Không. Mày cũng giống như con gái Trinh Nguyên rồi đó. Không, bên đây ta cũng đồng quan điểm luôn nè Linh. Từ qua tôi coi thằng gái sao mà... Trời ơi, xinh xắn quá trời đất vậy. Xinh xắn nè, cao ráo nè, thích giày thể thao nè. Được. Nói chung là cũng cá tính. Bây giờ nè, con muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mẫu hình như thế nào? Dạ, con cũng cao á, nên con thích là cao trên 1m73. Rồi. Đừng có quá ốm. Rồi. Dạ. Ăn mặc hay là làm đẹp rồi á thì con có thể cải thiện cho ảnh. Ừ. Dạ. Bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thích mẫu bạn gái hiền, rồi có nghề nghiệp ổn định. Nói chung là cũng thích bạn gái thích biết lắng nghe để mình chia sẻ nha. Sau này nếu có tiến tới mình cứ chia sẻ nhiều chuyện hơn để mình vượt qua. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ đừng có nhậu. À, nhậu nhậu. À, phụ nữ hay uống bia nữa, em thấy hơi vậy. Tao uống bình thường là phụ nữ như nam giới thôi. Dạ, vấn đề đừng có uống lầy thôi. Dạ, đúng không? Nói chung là nãy giờ anh thấy rằng hai đứa cũng về ngoại hình hai đứa hợp nhau đó. Tính cách cũng hợp luôn. Nói chung là hợp hết 80%. 80 hả? Bây giờ chỉ còn 20% cảm xúc thôi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thăm ý kiến gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ, tại vì em chia sẻ là mẹ em ở xa, mẹ em ở Singapore nên là cũng không có về được. Nhưng mà hôm nay có trục trặc nên là bạn bè cũng không có tới kịp á. Là em đi một mình. Em đi mình phải không? Dạ. Thôi tôi đại diện nhà gái. Được rồi. Thì theo tôi thì tôi thấy như thế này. 80% như tôi nói, bây giờ cái 20% còn lại là cảm xúc. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với ba, dì Năm với em gái. À có ba mẹ, rồi xin chào cô chú. Em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào gia đình nhà gái, chào quý vị khán giả đang ủng hộ chương trình. Em là cô chào con. Dạ, là cô là mẹ của Thanh Phong. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình cô mới được quen biết với con, cô rất là vui. Thì cô thấy con cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Thì và có những suy nghĩ cũng có tương đồng với con cô cũng rất hài lòng. Rồi với sự trợ giúp của gia đình thì cô thấy là nếu mà hai con đến với nhau thì là sẽ có một gia đình hạnh phúc và bền vững. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì mình cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Mở rào. Anh có món quà gửi à? Em có một món quà nhưng mà hơi đặc biệt, tốn thời gian một xíu. Em xin chụp cho anh một tấm hình. Mới gặp chụp hình thẻ hả? Anh cười đi anh. Là tấm hình này sẽ ghép vô đây. Rồi, anh cảm ơn. Khi kiểu memory thì giống như là lúc nào mình sẽ có kỷ niệm nào. Kỷ niệm, rồi, anh cảm ơn nha. Em gửi cho anh tấm thư em viết tay. Rồi, anh cảm ơn. Anh xin phép đọc. Chào anh, em là Nini. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Dù có thành đôi hay không thì em rất vui vì được biết thêm một người mới. Chúc anh hạnh phúc. Chúc anh tôi. Bây giờ dân Long An nè, vô câu vòng cổ tặng cái lấy ấn tượng cái coi. Dạ. Xí 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 trước đó em mở đi, coi anh tặng cái gì. Chưa mở quà nữa hả? Chưa luôn á. Em xin phép mở. Để anh chọn cho anh. Đây là chiếc khăn anh tặng em, nó tượng trưng cho sự ấm áp với lại sự yêu thương. Vậy là có nhà ý mời đi Đà Lạt chắc, chứ ở Sài Gòn nóng quá. Cảm ơn anh. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng xin hát một bài hát. Tại em thì nào giờ em chỉ mê ca cổ thôi à. Chứ nhạc sến này nọ em cũng ít lắm. Vậy là em hát ca cổ đi. Dạ, đây nè, ngồi nghe thưởng thức đi cưng. Xin hát một câu vọng cổ của bài hát Tân Cổ Giao Duyên về Hậu Giang nhé em. Về Hậu Giang nhé em, về với chốn đưa nói như thuở nào còn bé bồng.
Về với nhịp giọng đông đưa giữa trưa hè, kéo kẹt bên tiếng mẹ ầu ơ sâu lắng đằng ân tình. Về với dòng sông bao kỷ niệm đời mình, về với quê hương bao đời chung thủy, như câu hát dí dầu ai nỡ quên nhau. Về với xóm làng xưa dẫu còn gian khó, mà ngọt bùi cùng chia sẻ cho nhau. Sáng đẹp tình người giữ vẹn trước sau, dù ai có đi xa vẫn hoài mong thương nhớ. Dạ, xin hết. Rồi, em về ghế ngồi đi. Em thích giọng cổ không bé? Dạ, từ bắt đầu từ bây giờ thì em thích. Bắt đầu từ bây giờ thì em thích. Bắt đầu từ bây giờ là thích giọng cổ. Trời ơi, duyên dáng quá. Biết cách nói ghê luôn á. Cho em hỏi là nếu mà quen nhau á thì xa như vậy á, anh có dành thời gian cho em được không? Tại vì em nghe là anh hơi bận á. Tại vì anh làm thường là chắc phải cuối tuần, thứ bảy nhật anh nghĩ thì mới lên đi được. Dạ, tại vì công việc của em thì đi làm thứ bảy chủ nhật á. Rồi anh cũng ráng sắp xếp, tại vì thường là chắc cũng 5 giờ là anh đi cũng được. Tại vì Sài Gòn lên cũng không có xa, Long An lên không sao. Không, em chỉ hỏi cho biết cảm xúc của anh thôi. Nói chung không sao, có thì anh đi được không sao. Dạ, còn em thì sắp xếp thời gian được. Rồi bây giờ là mình nói cho nhau những cái quan điểm về tình yêu đi. Em cũng có chia sẻ là em không muốn là vì mình quá cô đơn nên mà cứ nhận đại một ai đó. Nên là em nghĩ là mình phải hiểu nhau, phải biết lắng nghe. Thì tính của em thì cũng không phải là nũng nịu hoài đâu. Em nũng nịu là vì em muốn có người nào đó giúp đỡ em, vì em đã ở một mình rất là lâu. Nên là em thích được người đó tinh tế, người ta che chở cho em. Nếu mà anh là bạn trai em thì em thích được anh để ý những cái nũng nịu của em. Em có nghe là anh nói là anh lúc mà anh bận á thì anh không có muốn ai làm phiền, thì anh có thể là yên tâm về chuyện đó. Tại vì em thích người đàn ông mình bận rộn chứ cũng không có phải là anh ơi cả ngày. Nhưng mà không có người nào mà quá bận đến nỗi mà quên người yêu của mình. Thì em mong muốn là sau những cái bận đó anh vẫn còn nhớ người yêu anh ở đây. Thì anh thì quan niệm thì nếu mình đã tiến tới với nhau hơn, tiến tới xa hơn thì mình cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn cuộc sống. Chứ thật sự anh cũng ở một mình không à. Nhiều lúc anh cũng cần một cái người để mình chia sẻ, để nhiều lúc cũng buồn, thì để mà mình có thêm cái niềm vui để mình tiếp tục làm công việc. Anh vẫn thích bạn gái mình nũng nịu, như sẵn như đi làm thì cuối tuần mình đi xem phim, ăn uống, nói chuyện thì em thấy nó cũng hay chứ không có gì. Anh thì thu xếp được thời gian. Em cũng không muốn là anh quá cực khi chạy lên chạy về đâu. Không sao. Vậy thì giờ hẹn sao? Nếu mà không dạ. Chạy lên chạy về sao hẹn? Dạ Rinh em về nhà hả? À Rinh thì nói đi, nói với người ta đi. Tương lai nếu mình tiến xa hơn thì em có thể về tay ngang của anh. Anh sẽ tạo điều kiện để mình làm cái nghề của em yêu thích. Anh không có ép buộc em làm cái gì hết, chỉ cần em thích là được. Nhưng mà em thích nhất một nghề mà không kiếm tiền được. Nghề gì nè, nói đi. Dạ muốn làm vợ anh. Dạ muốn làm vợ anh. Trời tôi xỉu nè ông Linh ơi, tôi xỉu, nó đáng yêu quá ông Linh ơi, nhỏ này. Rụng tim. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận, có thể là nhìn nhau và cảm nhận xem bây giờ trái tim nó như thế nào, có rung động trước đối phương hay chưa. Rồi sau đó mình nói một câu nào đó, mình sẽ bắt đầu tiến hành bấm nút thôi. Thì đến với chương trình này thì anh cũng, cái ấn tượng của anh đầu tiên em rất là dễ thương, rồi hiền nữa. Đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em á, rất là đẹp. Thì anh cũng hy vọng mình sẽ tiến xa hơn. Anh sẽ làm mọi điều để cho em được vui vẻ hạnh phúc, chứ không giờ để cho em khóc. Tại vì anh sợ nhất là con gái khóc á. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về ghế. Chúng ta có thể nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm và kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu các bạn cảm giác rung động, chúng ta đừng ngần ngại bấm nút để cho nhau cơ hội. Nếu cảm giác không rung động, không cần bấm nút, để điều đó cho nhiều người khác nữa. Hãy sống bằng cả trái tim của mình nha, khi bấm nút. Và bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó nha các bạn. Chuẩn bị 3 2
và một đó xong. Nắm tay nhau đó. Bây giờ mới là cái phần khó nè, vượt lên chính mình nè. Bây giờ là cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái nè. Hai bạn cứ làm gì mình thích. Anh đi. Anh xin thắng hôn quá. Không còn lửa nữa. Lấy cái máy tôi chụp hai đứa con tắm đi. Dạ. Tôi chụp được không? Chụp đi. Ừ. Đó, có ba tấm hình luôn mà. Đó. Ừ. Trong lúc đợi hình tặng quà đi. Đây là món quà dành cho các bạn. Amity. Nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Cố gắng tìm hiểu nhau. Đây, hình đã lên. Đẹp không? Tôi chụp đẹp không Linh? Lấy khoảnh khắc cô dâu cười rất là tươi đó. Hồng Vân có rất có khiếu chụp hình. Nào, mời các bạn. Tài tài gái sắc đó. Bảo vệ nhau, yêu thương nhau và tìm hiểu nhau. Cố gắng là thông báo tin vui chúng tôi.